Kết quả Bayern Munich 0-3 RB Leipzig, ken lỡ danh hiệu đầu tiên. Trận tranh siêu cúp Đức giữa Bayern Munich vs RB Leipzig đánh dấu ngày ra mắt đáng quên của tiền đạo Harry Kane. Khi Hùng Xám nhận thất bại tan nát 0-3 với một cú hat-trick của ngôi sao người Tây Ban Nha, Dani Olmo. Bàn thắng RB Leipzig, Olmo, 3-44, 68 pen. Trong 36 giờ, nhiều người hâm mộ của Bayern Munich đã phát điên vì sự xuất hiện bất ngờ của Harry Kane. Và tại đây, cuối cùng chúng ta đã có mặt Allianz Arena của chính Bayern Munich với Kane được đăng ký thi đấu và có cơ hội giành siêu cúp Đức. Khi nhà vô địch Bundesliga mùa trước gặp đội vô địch cúp quốc gia Đức, RB Leipzig, tất cả chúng ta đều có thể thấy điều này đang hướng tới đâu. 13 năm ở Spurs và không có danh hiệu nào. Chưa đầy 24 giờ ở Bayern, Kane có cơ hội giành danh hiệu đầu tiên trong trận đấu đầu tiên. Mặt chỉ đã bắt đầu từ băng ghế dự bị. Sau một ngày thứ 6 đầy drama chuyển nhượng, sân khấu vẫn được thiết lập dành cho Kane. Bởi vì, như chúng ta đã biết, Bayern ở Đức là một ông kẻ và họ hoàn toàn có thể giành mọi danh hiệu. Tuy nhiên, tất cả đã không diễn ra như kịch bản được vạch ra sẵn. Bởi RB Leipzig không muốn thế. Đội bóng mới được thành lập 14 năm nhưng đang có 2 mùa giải liên tiếp vô địch cúp quốc gia Đức đã đòi lại được món nợ để thua chính Bayern Munich ở trận tranh siêu cúp Đức cách đây 1 năm. Dani Olmo tỏa sáng với một cú hat-trick. 3 phút sau khi trận tranh siêu cúp diễn ra, ngôi sao người Tây Ban Nha, Dani Olmo ghi tên mình lên bảng điện tử bằng cú đặt lòng chính xác sau pha lộn xộn trước khung thành Bayern Munich. Đến phút 44, cũng chính Olmo là người tỏa sáng bằng pha xử lý đẳng cấp loại bỏ trung vệ Matthijs de Ligt trước khi hạ gục thủ thành Sven Ulreich lần thứ 2 trong trận đấu này. Có thể nói rằng chưa bao giờ có đội bóng nào cần một số 9 đẳng cấp thế giới hơn Bayern sau khi cầu thủ 18 tuổi Matthijs de Ligt bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác. Đầu hiệp 2, các fan của Hùng Xám không giữ được bình tĩnh đã đồng loạt hô vang tên Harry Kane. Harry Kane, khi tân binh người Anh khởi động. Đến phút 63, Kane chính thức vào sân và đám đông đồng loạt đứng dậy. Bây giờ toàn bộ sân vận động hòa làm một với những tiếng hô Harry Kane. Harry Kane, không ngớt. Kane ra mắt Bayern bằng thất bại tan nát. Đáng buồn là khoảnh khắc kỳ diệu đã không kéo dài. 5 phút sau khi Kane vào sân, Lucas Mazzao phạm lỗi với Olmo trong vòng cấm và chính cầu thủ này tự tin thực hiện thành công quả phạt đền để hoàn tất cú hat-trick. Qua đó mang về chiến thắng tưng bừng cho Hùng Xám. Bayern Munich lỡ cơ hội giành siêu cúp thứ tư liên tiếp và thứ 11 trong lịch sử. Với Kane, có lẽ giấc mơ giành danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp sẽ phải gác lại tới cuối mùa giải. Đội hình thi đấu: Bayern Munich, Urey, Upamecano, De Ligt, Minya 45, Pava, Mazzao 45, Kimmich, Gnabry, Sen, Davis, Leimer, Coman 45, Tel, Kane 63, Musiala. RB Leipzig: Blažić, Simakan, Orban, Olmo, Werner, Seco 64, Openda, Xavi, Forbes 78, Rom, Slager, Hendrik, Klosten 85, Campo